Hello everyone, welcome back to another video lesson of Run's Global 12. My name is Jake and today I'll be guiding you through another lesson of our book. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video bài giảng của Run's Global 12. Thầy tên là Jake và một lần nữa thầy sẽ dẫn dắt các bạn qua đơn vị bài học tiếp theo của sách chúng ta. Now please take out your book and open it to page 17 of Unit 1 Relationships, where we'll do some work skills. And in this lesson today, we will take a look at phrasal verbs. And after this lesson, you can use some phrasal verbs. Và bài học của chúng ta ngày hôm nay sẽ tập trung về một phần từ vựng liên quan đến cụm động từ. Và sau bài học này, các bạn có thể sử dụng thêm một số những cái cụm động từ khác nhau nữa. Exercise number 1. Read the dialogue. Underline 6 phrasal verbs, which match meanings A to F below. How many more phrasal verbs are there in the dialogue? So for the first exercise, you have three tasks you need to do. So first, read the dialogue. Đầu tiên, các bạn cần phải đọc cái đoạn hội thoại giữa hai người bạn Mina và Bill. Secondly, underline 6 phrasal verbs with match meanings A to F below. Các bạn cần phải xác định 6 cụm động từ có những cái ý nghĩa tương ứng từ A đến F. Các bạn có thể thấy trên màn hình của thầy. Và cuối cùng, how many more phrasal verbs are there in the dialogue? Trong đoạn hội thoại này còn bao nhiêu phrasal verb cụm động từ nữa? Đầu tiên, các bạn có thể dừng video này trong một vài giây để chúng ta có thể đọc qua cái đoạn hội thoại này nhé. So, you can see this conversation is about an unsuccessful date of Bill and Donna. And Mina and Bill, they are discussing about what happened in the date. Các bạn có thể thấy đoạn hội thoại này là về một cái buổi hẹn không thành công giữa Bill và Donna. Ở đây, Bill và Mina đang bàn về những cái sự việc đã xảy ra trong buổi hẹn đó. Now, let's take a look at A. Fail to do what someone expects. Không thể làm được một cái gì đó mà người khác, một người nào đó cho rằng bạn có thể làm được. Thì ở đây chúng ta có một cái cụm động từ tương đương với ý nghĩa này, đó là let me down. B. Make someone look stupid. Làm cho ai đó trông có vẻ ngu ngốc, ngớ ngẩn. Đó là putting me down. C. Mention in conversation. Mention in conversation là nhắc đến ai đó trong cuộc nói chuyện. Đó là brought that up. D. Make someone lose enthusiasm for something. Làm cho ai đó mất cái sự hứng khởi, sự trông chờ về một cái gì đó. Put you off. E. Stop having a relationship with someone. Dừng một cái mối quan hệ với ai đó. Chúng ta sẽ có cụm split up with. Và cuối cùng, F. Accepting something that is annoying. Chấp nhận một điều gì đó rất là khó chịu. Put up with. Và đây là 6 cụm động từ có ý nghĩa tương ứng với những cái ý nghĩa từ A đến F. And now let's take a look at the other phrasal verbs that also appear in this dialogue. Bây giờ chúng ta cùng xem qua những cái cụm động từ khác cũng xuất hiện trong cái đoạn hội thoại này nhé. First, we have the word turn up. Turn up có nghĩa là xuất hiện. Tiếp theo, going out with somebody là hẹn hò với một ai đó. Next, got on. Got on là có mối quan hệ tốt với một ai đó. Put me through. Put me through là đưa ai vào một cái tình huống không có được dễ chịu. Và cuối cùng, ask somebody out là rủ ai đó đi hẹn hò. Exercise number 2. Read the learn this box. Which verbs in the dialogue are transitive and which are intransitive? Đối với bài tập số 2 này, các bạn sẽ cùng nhìn qua khung learn this để mình có thể phân biệt thế nào là transitive, thế nào là intransitive, hay nói cách khác, thế nào là ngoại động từ, thế nào là nội động từ, để chúng ta có thể phân loại những cái cụm động từ trong cái phần hội thoại vừa rồi thành hai nhóm. Đầu tiên, chúng ta cùng xem qua khung learn this. Learn this phrasal verbs. Number 1. Phrasal verbs can be transitive. They have an object. Or intransitive. They don't have an object.
thì khái niệm ngoại động từ và nội động từ sẽ phụ thuộc vào ở đằng sau những cái cụm động từ này có một cái tân ngữ hay không. Nếu nó có một cái tân ngữ thì chúng ta sẽ gọi là ngoại động từ hay còn gọi là transitive phrasal verbs. Còn nếu nó không có tân ngữ thì chúng ta sẽ gọi là intransitive phrasal verbs hay nội động từ. Chúng ta cùng xem hai ví dụ nhé. Can you pick me up after school? Thì các bạn có thể thấy chúng ta có phrasal verb pick up và ở trong cái cụm phrasal verb này được dùng với cái tân ngữ đó là me. Cho nên đây là một ví dụ của ngoại động từ transitive phrasal verb. Tiếp tục. My brother and his girlfriend broke up yesterday. Ở đây chúng ta có cụm động từ broke up và ở sau cụm động từ broke up chúng ta không thấy một cái tân ngữ nào hết. Chỉ có yesterday là một cái trạng từ chỉ thời gian. Thì chúng ta sẽ cho broke up ở đây là một cái nội động từ hay còn gọi là intransitive phrasal verb. Number two, when a transitive phrasal verb is inseparable, the object comes after the particle. Nếu một cái ngoại cụm động từ không thể tách rời được thì cái tân ngữ sẽ nằm đằng sau cái tiểu từ. Thì chúng ta sẽ có ví dụ sau đây. He's trying to get over their breakup. Mình có thể thấy với cụm động từ get over, đây là một cụm ngoại động từ không thể tách rời được. Nói cách khác, giữa từ get là cái động từ chính và cái tiểu từ over của mình không thể nào có thể tách rời ra được, nó phải đi chung với nhau. Thì do vậy, cái tân ngữ của chúng ta phải đặt đằng sau cái tiểu từ over, thì cái tân ngữ trong trường hợp này sẽ là their breakup. Number three, when a transitive phrasal verb is separable, the object can usually go before or after the particle. Trong trường hợp mà ngoại cụm động từ của chúng ta có thể tách rời được, thì cái tân ngữ có thể đi ở trước hoặc là sau cái tiểu từ. Ví dụ, he's decided to call their date off. Call off their date. Chúng ta có cụm động từ call off là tạm hoãn, tạm dời một cái sự kiện nào đó. Thì đối với cụm động từ này có thể tách rời giữa cái động từ chính và cái tiểu từ off của mình được. Cho nên chúng ta có thể đặt cái tân ngữ their date ở giữa như là call their date off hay là ở đằng sau nguyên cái cụm động từ này call off their dates đều được. Nói cách khác, cái tân ngữ có thể đứng trước cái tiểu từ off hoặc là đứng sau cái tiểu từ off. However, when the object is a pronoun, it must come before the particle. Trong trường hợp cái object, cái tân ngữ của chúng ta là một cái đại từ thì cái đại từ này phải đứng đằng trước cái tiểu từ. Ví dụ, do you think Ella will turn him down? Chúng ta có cụm động từ turn down là một cụm ngoại động từ tách rời được. Cho nên, đối với cái đại từ him được sử dụng ở đây, thì chúng ta phải đặt him ở đằng trước cái tiểu từ của chúng ta là down. Thì các bạn còn nhớ một số những cái pronoun mà chúng ta có là gì không nào? Chúng ta có me, us, them, him, her, it. Tiếp tục, number four. With some transitive phrasal verbs, the object must come before the particle. Với một số trường hợp ngoại động từ, ngoại cụm động từ đặc biệt, thì cái tân ngữ phải nằm đằng trước những cái tiểu từ. Chúng ta có một ví dụ. Donna messed Bill about, so he finished with her. Thì chúng ta có cụm động từ mess about, thì cụm động từ này yêu cầu phải có một cái tân ngữ nằm ở giữa hai cái thành phần của cụm động từ, hay nói cách khác là đứng trước cái tiểu từ about. Nếu chúng ta viết như cái trường hợp dưới đây là không chính xác nhé các bạn. Và cuối cùng, three part phrasal verbs are always transitive and are usually inseparable, so the object comes after the particles. Đối với những cụm động từ gồm ba thành phần thì những cụm động từ gồm ba thành phần này sẽ gồm một cái động từ chính và hai tiểu từ. Những cụm động từ này lúc nào cũng sẽ là ngoại động từ và nó thường không tách rời được. Cho nên, cái tân ngữ sẽ nằm đằng sau những cái tiểu từ. Chúng ta có ví dụ, I've decided to split up with my boyfriend. Chúng ta có một cụm động từ gồm ba thành phần, đó là split up with.
Cho nên chúng ta sẽ có một cái tân ngữ my boyfriend sẽ luôn đặt đằng sau cái cụm động từ này. Nói cách khác, đặt đằng sau hai cái tiểu từ up và with. Now let's put all our phrasal verbs in exercise 1 into two categories, transitive and intransitive. So I will use red for transitive verb and blue for intransitive phrasal verb. Are you ready? Now let's check the answers. So for transitive verb, we have brought dad up, going out with, putting me down, let me down, put up with, put me through, split up with, get over, put you off, and lastly, ask her friend out. So here you can see we have going out with, put up with, split up with. Those are three-part phrasal verbs. Now, let's move on to intransitive. So for intransitive phrasal verbs, we only have two in this dialogue. The first one is turn up, and the second one is got on. Have you got it all correctly? Well done. Let's move on. Now let's learn some more phrasal verbs regarding relationship with the vocabulary builder on page 108. Exercise 1. Copy the table and write the phrasal verbs in the correct columns. Đối với bài tập sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số cụm động từ để chỉ về các mối quan hệ bằng việc chúng ta sẽ sắp xếp những cụm động từ này vào hai cột. Một là starting a relationship, bắt đầu một mối quan hệ. Hai là finishing a relationship, kết thúc một mối quan hệ. Chúng ta cùng xem những cái cụm động từ này sẽ rơi vào nhóm nào nhé. Number 1. Ask someone out. Rủ ai đó đi chơi, đi hẹn hò. Break off something là dừng một cái gì đó và thường dùng một cách đột ngột. Chat someone up là tán gẫu, đưa đẩy ai đó. Fall for someone, thích ai đó, rơi vào tình yêu với ai đó. Get over someone or something, vượt qua, hồi phục sau một cái chuyện gì đó hoặc là một mối tình với ai đó. Pack something in, cụm này cũng có nghĩa khá là tương tự với cụm give up, là từ bỏ một cái gì đó. Go off someone. Go off someone ở đây chúng ta có thể hiểu là mình hết thích, mình hết tương tư một ai đó rồi. Go out with someone, hẹn hò với ai đó. Run after someone, theo đuổi, đeo đuổi ai đó. Và cuối cùng, split up with someone, cụm này khá là dễ nhỉ, là chia tay với một ai đó. Now, let's check the phrasal verbs from exercise number 1 to complete the dialogue in exercise number 2. Remember to use the correct form of the phrasal verbs. Chúng ta cùng dùng những cái cụm động từ ở bài tập số 1 để hoàn thành cái đoạn hội thoại giữa A và B ở bài tập số 2 này nào. A. Have you heard? Mandy and James have split up. I don't believe it, but they're engaged. Well, they were, but she's broken off the engagement. But why? I have no idea. She must have gone off him all of a sudden. Why else would she pack it in? But that's terrible. She can't do that. He's madly in love with her. Poor guy. Remember how quickly he fell for her when he first met her? He'll never get over it. Thì đối với cái đoạn hội thoại này, các bạn có thể thấy tùy thuộc vào ngữ cảnh và cái thì chúng ta cần phải sử dụng để chúng ta có thể bỏ đưa những cái cụm động từ ở bài tập số 1 vào câu trống đúng từ 1 đến 6. Exercise number 3, dictionary work. Read the dictionary entries A to F and answer the question.
Bài tập số 3 này chúng ta sẽ có một cái phần làm việc với từ điển để giúp các bạn có thể nhận diện được những cái cụm từ, cụm động từ này trong cái từ điển và cách sử dụng của nó. Các bạn sẽ đọc những cái dictionary entries, những cái dẫn mục của cái phần từ điển từ A đến F và các bạn hãy trả lời những câu hỏi. Chúng ta cùng xem qua những câu hỏi của mình nhé. Which phrasal verbs are separable? Which are inseparable? Which one must be separated by the object? Thì từ A đến F các bạn có thể thấy chúng ta có những câu trả lời sau. Turn somebody down and make something up are separable. Look after something or somebody, run into somebody and take after somebody are inseparable. And lastly, talk somebody into something must be separated by the object. Thì làm sao chúng ta có thể biết được câu trả lời này? Chúng ta cùng nhìn qua một số những ký hiệu của phần từ điển này nhé. Đầu tiên, chúng ta có thể thấy separable verbs are indicated with this symbol. Đối với những cái động từ mà có thể tách rời ra được thì nó có sử dụng một cái ký tự như thế này để biểu diễn. Như chúng ta có chữ turn somebody or something down thì ký tự này có nghĩa là các bạn có thể đổi chỗ giữa somebody or something với chữ down với nhau thành turn down somebody or something. Tương tự với trường hợp câu E, đó là make something up hoặc là make up something. Non-separable verbs have somebody something after the particle but no simple like this. Đối với những động từ mà không thể tách rời được thì chúng ta sẽ có chữ somebody something đằng sau cái tiểu từ nhưng mà chúng ta sẽ không thấy cái ký hiệu này. Ví dụ chúng ta có câu C, look after somebody something. Mình không thấy cái ký hiệu hoán đổi vị trí giữa cái tân ngữ của mình và cái tiểu từ. Câu D cũng vậy và chúng ta có câu F cũng cùng một cái hình thái là không thể tách rời. Và cuối cùng, verb that must be separated have somebody or something between the verb and the particle and no simple like this. Và cuối cùng, các bạn có thể thấy cái pattern của cái động từ chúng ta được sử dụng ở câu A là talk somebody into something thì mình bắt buộc phải sử dụng cái động từ, cái cụm động từ này như cái cách mà nó được diễn đạt ở trong từ điển như thế này. Chúng ta không có thể lược bỏ cái thành phần nào ở trong cái cụm này được. Cho nên chúng ta cần một cái tân ngữ somebody nằm giữa cái động từ và cái tiểu từ. Exercise number 4. Complete the sentences with the words in brackets and the correct order. Đối với bài tập số 4 này, các bạn cần hoàn thành những cái câu sau với những cái từ trong ngoặc bằng việc sắp xếp những cái từ này theo cái trật tự đúng của nó. Thì các bạn chú ý những cái cụm từ này đều là những cụm động từ và mình cần phải phân biệt những cụm động từ này có thể tách ra được hoặc là không thể tách ra được nhé. Number 1. Did she manage to talk her parents into letting her debut? Thì mình có một cái cụm talk her parents into letting her debut. Chúng ta có thể thấy cái cụm từ này đã xuất hiện ở cái ví dụ phía trên là talk somebody into doing something, thuyết phục ai đó làm một điều gì đó. Number 2. After slitting up with her boyfriend, Laura went traveling to get over him. Chúng ta có cụm động từ splitting up with. Đây là cụm động từ gồm 3 thành phần chia tay với ai đó, cho nên chúng ta không thể tách rời ra được. Và when traveling to, chúng ta có traveling to, đi du lịch để làm gì đó. Sau đó chúng ta có cụm động từ get over. Get over không thể tách rời được, cho nên chúng ta sẽ ghi là get over him. Number 3. Neither of my cousins take after my aunts. Chúng ta có cụm động từ take after là giống, trông giống ai đó. Và đây cũng là một cụm động từ không thể tách ra được. Number 4. That experience put me off having another relationship.
chúng ta có cụm động từ put off, và đối với cụm động từ put off này là một cụm động từ có thể tách rời được. Khi dùng chung với đại từ me, chúng ta cần phải đặt me ở giữa hai cái thành phần của cụm động từ này. Put me off, làm cho tôi nản cái việc gì đó. Number 5. My dad went shopping this morning. I'm surprised you didn't run into him in town. Đối với cụm này cũng khá là dài, nhưng bạn cần phải xác định chúng ta cần một cái giới từ cho cái chữ town trước để thể hiện một cái trạng từ chỉ nơi chốn in town. Sau đó, chúng ta có phần còn lại you didn't run into him. Mình có run into là một cụm động từ không thể tách rời được. Run into gặp tình cờ ai đó. Number 6. If you put her through too much, she may leave you. Ở đây chúng ta có cụm động từ put through, và đây là một cụm động từ có thể tách rời. Chúng ta sẽ đặt chữ her, đại từ her ở giữa put và through. Put through đặt ai đó vào một cái tình huống nào đó, và thường đó là những cái tình huống xấu. Let's do some more practice with exercise number 5. Rewrite the questions using phrasal verbs from this lesson. Bài tập số 5 này chúng ta cùng ôn tập lại những cái cụm động từ chúng ta vừa học trong cả một cái video bài giảng hôm nay bằng việc viết lại những câu từ 1 đến 5 bằng những cái phrasal verb, những cái cụm động từ chúng ta đã học nhé. Number 1 thì sẽ làm mẫu cho các bạn cho câu số 1. Has a friend ever failed to do what you expect? Đối với câu số 1 này chúng ta thấy có động từ fail to do something. Fail to do what you expect. Thất bại trong việc làm một cái gì mà bạn nghĩ người ta sẽ làm được. Thì nếu một người thất bại làm cái gì mà bạn nghĩ người ta có thể làm được, thì người ta đã làm cho bạn thất vọng. Thì ở đây chúng ta có thể dùng cái cụm động từ đó là has a friend ever let you down? Number 2. Have you ever invented a reason not to meet someone? Chúng ta có cụm invented a reason not to meet someone. Nghĩ ra, chế ra một cái lý do để không gặp một ai đó, thì chúng ta sẽ có cụm động từ. Have you ever made up a reason not to meet someone? Made up. Tiếp tục với câu số 3. Who do you most resemble in your family? Chúng ta có động từ resemble là trông giống ai đó. Thì chúng ta cũng có cụm động từ tương tự đó là who do you take after most in your family? Number 4. Have you ever regretted rejecting an invitation? Chúng ta có cụm regretted rejecting. Thì chúng ta cũng có cụm động từ have you ever regretted turning down an invitation? Turning down, từ chối. Number 5. Which person do you have the best relationship with? Chúng ta có cụm have the best relationship with, có mối quan hệ tuyệt vời nhất với ai đó. Which person do you get on with the best? Người nào mà bạn có mối quan hệ tốt nhất với? Now, we have some questions in exercise number 5 already. Your job is to discuss with your friends about these questions. Remember to use the phrasal verbs that we have learned during the lesson today. Sau khi chúng ta đã có một số câu hỏi ở bài tập số 5 rồi, bây giờ nhiệm vụ của các bạn sẽ bàn luận với bạn bè của mình về câu trả lời cho những câu hỏi của bài tập số 5. Và các bạn hãy nhớ sử dụng những cái cụm động từ chúng ta đã học trong bài học này nhé. Chúng ta cùng xem qua những câu hỏi của bài tập số 5 nào. Number 1. Has a friend ever let you down? Number 2. Have you ever made up a reason not to miss someone? Number 3. Who do you take after most in your family? Number 4. Have you ever regretted turning down an invitation? And lastly, number 5. Which person do you get on with the best? Now I will give you some examples how to answer these questions. Right, let's take a look at the first question. Has a friend ever let you down? Yes, a friend once let me down by not coming through when I needed their support the most. Chúng ta có câu hỏi là có một bạn bè nào bao giờ làm bạn thất vọng hay chưa?
Câu trả lời gợi ý ở đây là có. Một người bạn đã từng làm tôi thất vọng khi mà không có hỗ trợ tôi, khi mà tôi cần cái sự hỗ trợ của bạn đó nhất. The second question. Have you ever made up a reason not to meet someone? Occasionally, I've called off plans by making up a last-minute excuse. Câu số 2. Bạn có bao giờ nghĩ ra một cái lý do để không phải gặp ai đó chưa? Câu trả lời ở đây là thỉnh thoảng tôi có hủy một số những cái cuộc hẹn hoặc là dời một số những cuộc hẹn bằng việc tạo ra một số những cái lý do phút chót. Number 3. Who do you take after most in your family? I take after my father the most, both in looks and personality traits. Ở đây, với câu số 3, bạn giống ai nhất trong gia đình bạn? Câu trả lời là tôi giống ba tôi nhất, cả về phần nhìn và về phần tính cách. Câu số 4. Have you ever regretted turning down an invitation? Yes, I turned down an invitation to a party and later regretted missing out on the fun. Bạn có bao giờ hối hận bởi vì đã từ chối một cái lời mời hay chưa? Có, tôi đã từ chối một cái lời mời đến một buổi tiệc và sau đó tôi rất hối hận bởi vì đã bỏ lỡ cái cuộc vui đó. And lastly, number 5. Which person do you get on with the best? I get along with my sister the best. We used to put up with each other at first. Now we share similar interests and have a great rapport. Người nào mà bạn có mối quan hệ thân thiết nhất với? Tôi rất là thân với là chị của tôi. Chúng tôi thường phải chịu đựng nhau rất là nhiều lúc đầu, nhưng bây giờ chúng tôi đã có những cái sở thích chung và chúng tôi có một cái tình gắn kết rất là bền chặt. Ở đây, các bạn có thể thấy những câu trả lời được tô đậm bằng những cái cụm phrasal verb và những cái cụm phrasal verb sẽ làm cho cái phần nói, phần trả lời của mình nó thêm thú vị và cuốn hút hơn. Now remember to think of your own answers and exchange these answers with your friends. And that is also the end of our video. Remember to do your homework by reviewing all the phrasal verbs that we have learned in this lesson. Và đó cũng là phần kết thúc của video bài giảng này. Các bạn hãy nhớ về nhà và chúng ta ôn tập lại những cái cụm động từ mà chúng ta vừa học trong video bài giảng này nhé. Thank you for watching and see you next time. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.